Mà thằng gái, chắc có chuyện hiểu lầm gì rồi. Cô bảo mọi người đàng hoàng, không có chuyện tư tình với em chồng vậy đâu. Bác gái ơi, bác bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Cô hai là con nhà giáo học, tại sao chị dâu em chồng có thể làm cái chuyện không đứng đắn được chứ? Vì cô Bông đây là con nhà giáo học, cô sẽ không làm cái chuyện loạn luân với em, dẫn tới việc có thai ngoài ý muốn đâu. Cô hai, tôi đang bảo vệ cô hai mà. Tôi đang nói với bác gái, để bác gái thương cô, chấp nhận cái bầu thai này. Dù cho nó là con của em chồng cô đi chăng nữa, thì nó vẫn là con cháu ở trong nhà, có đúng không bác gái? Khốn nạn! Cô nghĩ do hồi đó cô hai với em chồng có tình ý với nhau, duyên đó không thể đợi một sớm một chiều được, cần phải có thời gian. Nè Hiếu à, anh Hiếu, tôi có lòng đến thăm anh Nghĩa, sao anh cư xử kỳ vậy? Anh đừng có nóng giận quá, ai mà nóng quá như Kinh Phong bây giờ đó.